Xin chào tất cả mọi người vào xem buổi livestream tôi trực tiếp tạm thời test một vài cái sự khẳng định cái sự lý luận cái sự cao tầng của điện thoại di động. Thì hôm nay tôi sẽ sử dụng cái mục đích ở gần đây tôi nghĩ thực về một cái so sánh một cái sự cao tầng của điện thoại so với cái sóng cao tần của lo vi sóng như thế nào. Các bạn lưu ý cái chỉ số ở đây, cái chỉ số trong bản đó đây này, nó chỉ số từ 0 đến 250 nhé. Chúng ta từ 102, từ 0 đến 200, 250 nhé. Tầm đến con mà từ lại dưới đây là đang còn tỷ số nó đang không hoàn toàn, mà khi mà tăng lên là đang còn khoảng 2 giờ xung quanh là qua điện thoại đây cái tỷ số nó giảm thì tâm hai đứa ở đây là an toàn rồi. Các bạn lưu ý nha, ai nghe rõ cứ test cho có chữ nghe có rõ không. Thì hiện tôi sẽ nhắc lại, khi mà cái chỉ số nó tăng từ 250 đến trên 1.000 á, thì cường độ này nó đặc biệt số đó nên là số đó cường độ và tần số âm thanh cũng được loại chỉ số được. Thì khi cái tần số nó trên cái số đó lên đến 1.000 á, là năm từ 250 đến 1.000 là nguy hiểm. Mà khi nó vượt đến hàng tất cả, khi máy nó hút về đó nó quay về thời kỳ cái số 1 với tiếng báo động, như tiếng coi hướng báo động á, thì nó gây ra tình trạng rất là nguy hiểm. Tôi sẽ làm nha. Tôi rơi rơi màn hình để tôi để lại. Từ 0 cho đến 250 ấy, là chỉ số an toàn. Mà nó khi mà nó tăng lên trên 1.000 á, từ 250 đến 1.000 và 1.000 hơn á, thì nằm trong vùng nguy hiểm, vùng là bị có ảnh hưởng. Nhưng mà khi nó quay lên khỏi 1.000, nó vượt xuất khoảng 2.000 thì máy này không đo được nữa, thì đó không có cường độ được nữa thì máy này nhỏ, nó sẽ quay trở lại số 1 và nó hú lên cái tiếng báo động, là chứng tỏ rằng đó là sóng đó đã gây nguy hiểm. Mọi người đây nghe nghe rõ cả chứ? Nghe rồi, bây giờ tôi sẽ nghe. Bây giờ hôm nay tôi sử dụng cái chỗ này là trên dàn bếp để tôi đo cái tần số của cái sóng vi sóng á, nó sẽ như thế nào so với tần số điện thoại ở đây, gọi điện thoại chỉ là tôi gọi. Và các bạn nên lưu ý là cái chỗ số này này, lúc mà điện thoại tắt không gì, mà lúc mà điện thoại mình chỉ cần bấm lên á, nó chưa cần gọi, nó là gây ảnh hưởng rồi. Ví dụ là tôi bấm cho cái điện thoại nó sáng lên thôi, nó đã gây ảnh hưởng rồi. Đó, cái chỉ số nó đã lên đến đây rồi. Có nghĩa là điện thoại mà tắt màn hình đi thì không sao, thì nó xuống. Nhưng mà bật màn hình lên á, màn hình cảm ứng lên á, nó đã gây ảnh hưởng rồi. Khi ở chỗ này mà nó gây từ một số một mà gây lên cái có cái tiếng hú báo động á, là cái tần số nguy hiểm. Đấy, bây giờ tôi cho trở lại, nó trở lại bình thường. Đầu tiên á, là tôi sẽ thử nghiệm cho các bạn xem. Ai nghe rõ thì chỉ vào test vào nha. Đầu tiên tôi sẽ thử nghiệm cho các bạn xem về cái sóng của lò vi sóng nó sẽ như thế nào, các bạn xem nha. Cương cao tần nó vẫn còn, từ từ nó giảm dần.
Đấy, nó giảm đi cái chỉ số an toàn này, mới tôi bật lại này. Thì lo gấp cái chỗ nó đi xa cái chỗ đó này là 1 mét đấy nhá. Ở đây là nó có báo động này. Đấy, tắt này. Đấy, nó sẽ tắt máy đi nó xuống. Mà khi bật lên này. Đấy, nó quay về đây số 1, báo động. Đấy, mọi người nhìn cái chỉ số nó quay trở lại bình thường để mới tắt lo vi sóng. Lo vi sóng bỏ cách hơn 1 mét, có nghĩa là mình đứng gần vi sóng, lo vi sóng nó vẫn ảnh hưởng. Cái sóng cao tần nó vẫn ảnh hưởng. Bây giờ nó quay trở lại bên trường, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại để các bạn so sánh giữa cái sóng, giữa cái sóng của điện thoại với cái sóng cao tần của cái lò vi sóng á, nó không khác với nhau mấy. Mà cái lò vi sóng thì các bạn biết rồi, bỏ đồ thịt vào trong, bỏ một cái gì vào trong mà bật lên là nó cũng chín ấy, nó chín nâu luôn, chứ đừng có nói là cái máy mà con người của mình là có cái sức chống lại hay không giống như nếu các bạn lưu ý những cái sóng lo với sóng tôi sẽ cho các bạn thấy lại này. Đấy, cái số này là số alarm, số báo động cực kỳ nguy hiểm. Tắt đi, nó sẽ quay trở lại bình thường. Bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại nhé, tôi đi gọi cái điện thoại trước, tôi đặt ở trước cái này. Tôi sẽ gọi điện thoại thì các bạn nhìn cái số này để so sánh với cái số của lo vi sóng. Nó báo động còn hơn cả cái này nữa. Đấy, lúc tắt và lúc gọi bao nhiêu không bị hết. Sóng nó lên này. Đấy. Bắt đầu từ từ nó giảm dần. Có nghĩa là tắt, điện thoại là tắt rồi, không cần gọi nữa, nó vẫn còn con lưu ra cái sóng cao tần được một thời gian rồi, sau đó nó mới từ từ hạ xuống. Đấy, nó từ từ hạ xuống. Bây giờ tôi gọi lại nha, gọi lại xem mọi người so sánh với cái so sánh về cái lo của cái sóng như thế nào nha. Đi.